Rồi, chào tất cả anh em đã trở lại kênh của Solo Audio nha. Nếu anh em mà xem kỹ hơn thì có thể qua kênh YouTube để xem những clip dài. Còn em quay qua Zalo thì chỉ demo một đoạn cho anh em cặp loa Tannoy Mercury M20G kết hợp với âm ly đèn 4 bóng Nga. Chơi bổ mâm cơ than rất là ngon bổ rẻ. Nhiều khi nói vui, tiền mâm cơ than nó chỉ bằng 2 lần tiền đĩa thôi. Đĩa chơi mâm cơ than là nó quý tộc lắm. Tiền đĩa nó đắt đỏ. Đấy anh em xem, những cái đĩa nó khá đắt đỏ. Chứ chẳng có gì, cái đĩa thì nó là nhập ngoại mà cho nên nó đắt, đĩa Đức, đĩa Mỹ nhập về. Nhưng mà bây giờ em sẽ demo cho anh em một bài. Chất âm đúng là ngọt. Chất âm của cơ than mà nghe như này là nét, phải nói là nét. Anh em mà mua một bộ mâm này em tặng cho anh em một cái kim. Ok, mời anh em nghe full clip tại kênh YouTube. Em xin dừng clip tại đây. Zalo nó chỉ cho trung lượng bé thôi anh em ạ.